Ta biết nào, thay đổi thời tiết thế nào mà ngứa mũi thế nhở? Ngứa hắt xì á. Mẹ mạnh mẽ quá, hắt xì cái mới như kiểu là trận cuồng phong à. Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Linh, mình là Thảo Chi. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ tưởng tượng người mẹ yếu đuối và người mẹ mạnh mẽ khác nhau như thế nào chưa? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Đây là người mẹ yếu đuối. Ở tình huống đầu tiên, khi chúng ta đi học về, chúng ta đói bụng, thì mẹ yếu đuối sẽ xử lý như thế nào? Các bạn cùng đi theo mình nhé. Yeah. Đói quá. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đây. Con gái của mẹ đi học về rồi à? Vâng ạ. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Mẹ cho con ăn gì đi? Con gái của mẹ đói à? Thế con đợi một tí nhá, mẹ đi nấu mì tí xong nhá. Hôm nay có mì ăn rồi. Đây, mì của con đây. Wow. Nhất con gái của mẹ nha, mì mẹ nấu là ngon lắm đấy. Ngon quá mẹ, thôi con ăn đây. Ôi, chị. Dạ. Sao con lại ăn nhanh thế? Ăn miếng bé thôi, con gái là phải hiền dịu, ăn uống là phải nhẹ nhàng đó con. Sao lại ăn ào thế? Con ăn quen rồi mẹ. Không được, con phải nhìn mẹ hướng dẫn này. Con gái là phải dịu dàng, duyên dáng, nết na, nhớ chưa? Vâng. Ăn nè. Ơ, thế có cần yếu đuối bánh bèo thì không hả mẹ? Ăn thế thì nó mới chuẩn. Thôi, mẹ đưa đây, con ăn chỗ. Còn đây là người mẹ mạnh mẽ. Ui ôi, tan học về đói bụng quá. Mà không biết hôm nay mẹ mình cho mình ăn cái gì nhở? Mình phải về xem mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con gái của mẹ đi học về rồi đấy à? Khi gọi mẹ có việc gì đấy con? Mẹ đang trồng cây ở ngoài vườn. Mẹ ơi, con đói quá, mẹ nấu món gì cho con ăn đi. Đói à? Thôi được rồi, thì con ngồi đây đợi mẹ một tí nhá. Mẹ vào bếp mẹ xem có gì mẹ nấu cho. Yeah. Ý, mẹ có món ngon ăn rồi. Mẹ mình nấu toàn món ngon rồi. Hôm nay chắc là nấu phở gà cho mình ăn đây. Đói quá. Mẹ ơi, mẹ nấu xong chưa ạ? Đây rồi, mì tôm của con đây. Ơ, con tưởng là ăn phở, mà sao lại ăn bằng cái thìa to thế này hả mẹ? Con lớn rồi, con còn là em bé như đâu mà ăn bằng thìa bé tí ra. Phải ăn như này mới mạnh mẽ này. Con là phải ăn bằng cái thìa này nè. Ăn nó mới nhanh lớn như là thành đóng ấy. Nani? Thôi, ăn đi không nói nè, ăn đi, ăn. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ăn uống thế này thì bây giờ cho hết được bát mì. Ăn thế này bây giờ cho xong. Đưa đây, mẹ hướng dẫn cho. Đúng là con bé yếu đuối. Nhìn mẹ đây này. Ơ, thế rốt cuộc mình là người đói hay là mẹ đói nhở? Đấy, ăn là phải thế này nè. Ơ, mẹ ơi, nhưng mà mẹ ăn hết mì của con rồi. Ừ, thế á? Mẹ xin lỗi nha, mẹ diễn nhập tâm quá. Thôi, để mẹ đi nấu cho con bát mì khác, ngồi đợi một tí nhá. Khi mẹ yếu đuối gọi con. Chi ơi, tao phụ giúp mẹ lau bàn nào. Dạ. Chi ơi. Dạ. Ôi đau quá. Mà cái con bé Chi này,
không biết đâu rồi nhỉ. Con làm cái gì mà mẹ gọi mãi không thưa đấy? Con thưa mẹ rồi mà, con đang đi vệ sinh. Mẹ là mẹ không nghe thấy gì đâu, làm sao con thưa để thưa to lên nhá. Vâng ạ, tại mẹ là người mẹ yếu đuối, mẹ gọi bé quá, con chả nghe thấy gì cả. Mẹ có yếu đuối đâu. Mẹ có yếu đuối đâu. Khi mẹ mạnh mẽ gọi con. Linh ơi, xuống đến mama ăn cơm. Dạ. Linh ơi. Dạ. Linh ơi. Dạ, mẹ gọi con nghe thấy rồi. Linh ơi. Oh no. Dạ, con nghe thấy rồi. Linh, làm cái gì mà mẹ gọi không nghe? Con nghe thấy rồi mà mẹ. Con ấy dạ to thế mà mẹ không nghe. Dạ thì dạ to lên chứ. Đi xuống ăn cơm. Một giây sau. Sao con chưa xuống? Nani? Đây là người mẹ yếu đuối. Gái tập thể dục đi con. Mẹ ơi, con muốn ăn gì quá. Ôi, ôi, sao con hắt xì mà mặt mẹ đau thế? Ơ, hắt xì có gì đâu mà mẹ kêu đau. Ôi, mẹ không biết đâu, mẹ đau quá, mẹ không tập thể dục nữa đâu. Còn đây là người mẹ mạnh mẽ. Tập thể dục đi con. Tập xong chưa mẹ? Cái con bé này vừa tập một tí mà đã cơ mệt rồi. Sao mình ngứa mũi thế nhở? Ui, mẹ mình ngứa mũi à? Chả biết nào. Thay đổi thời tiết thế nào mà ngứa mũi thế nhở? Ngứa hắt xì á. Hắt xì. Mẹ mạnh mẽ quá. Hắt xì cái mới như kiểu là trận cuồng phong à. Đây là người mẹ yếu đuối. Chùm bóng này nặng quá. Mình phải nhờ mẹ bê rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thế có chuyện gì đấy con nhảy? Mẹ bê đó con chùm bóng này với. Nặng quá. Mẹ cầm đi. Ừ, thôi thôi được rồi. Đây đây mẹ cầm cho. Vâng. Ôi, chùm bóng này nặng thế. Mày sao thế? Chùm bóng mày nặng thế. Mẹ đi đâu rồi? Thế còn chùm bóng của con thì sao? Còn đây là người mẹ mạnh mẽ. Xe của mình thế nào này? Đang đi hay không đi được thế này? Cái xe này sửa mãi mà nó vẫn hỏng. Để mình xuống kiểm tra xem nào. Ôi, bục xăm rồi. Mình phải gọi mẹ ra cứu giúp mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Có chuyện gì đấy con? Mẹ ơi, xe con hỏng rồi. Bây giờ không vài được, bây giờ phải làm nào hả mẹ? Ui trời ơi. Xe hỏng thì mang đi sửa. Có gì đâu mà gọi mẹ. Mà con không biết mang xe đi sửa à? Con không. Nặng lắm, không vác được đâu mẹ ạ. Ui trời ơi. Để đấy, để mẹ. Đi thôi. Khi mẹ yếu đuối chăm con ốm. Con gái của mẹ ốm rồi. Đâu để mẹ xem nào. Ôi, sốt 39.5 độ này. Ôi trời ơi. Con gái ơi, sốt nặng thế này. Phải uống thuốc cho con ạ. Mẹ ơi, mẹ đưa thuốc cho con để con uống đi. Thế con ngồi dậy nào. Trời ơi. Thương quá. Con gái ơi, mẹ thương con lắm. Bây giờ con chịu khó uống thuốc nhá. Vâng. Để con nhanh khỏi nhá. Vâng ạ.
uống chứ, mẹ uống đâu mà mẹ phải sợ. Ôi, mẹ sợ thuốc lắm, mà viên thuốc to như này nữa. Thôi, con uống thuốc đi, mẹ đi xuống nhà đây. Nếu như mà có việc gì thì gọi mẹ nhé. Còn mẹ mạnh mẽ thì sao? Mẹ xem nào. Ôi dồi. Oh no. Sao lại sốt cao thế này hả con? Mẹ ơi, con đau họng quá mẹ ạ. Sốt cao thế này ạ, phải cho con uống hạ sốt thôi. Vâng mẹ ơi, uống thuốc cho nhanh khỏi mẹ ạ. Thế con ngồi dậy nè, ngồi dậy để uống thuốc nào. Nào nào, con há miệng ra để uống thuốc nào. Sao viên thuốc to thế mẹ? Ui, viên thuốc to này làm sao con uống được? Thuốc to này uống nó mới nhanh khỏi con ạ. Uống đi. Không uống đâu. Không uống à? Thôi được rồi. Nếu như mà bây giờ nhá, con mà không chịu uống thuốc thì mẹ sẽ tiêm. Nói gì đâu nhở? Thuốc này hồi bé mẹ uống suốt mà.